Là cậu lấy trộm tiền của tớ đúng không? Không, không phải tớ. Tiền tớ để trong cặp sách mà cậu đụng vào, bây giờ không thấy tiền nữa thì chỉ có cậu lấy chứ còn ai. Cậu đúng là đồ ăn trộm, đi ra khỏi nhà tớ nhanh lên. Không phải tớ thật mà, tớ không muốn cậu ở nhà tớ nữa, đi đi. Tiền này có phải không? Ơ, đúng là tiền của con rồi. Con nghĩ lại xem đi, cho con đúc tiền này ở đâu. Tiền này á? Ôi chết, mẹ ơi, tờ tiền này con đúc ở trong túi áo sơ mi chứ không phải là ở trong cặp sách. Ơ, xe buýt lâu đến thế nhở? Đi học về lại còn có kẹo nữa. Thích ơi là thích, còn là kẹo lổ nữa nha. Ngon quá. Đứng đây làm gì đấy nhở? Kệ đi, ăn kẹo đã. Wow, nổi quá. Này bạn kia, nhìn gì mà nhìn? Tớ xin lỗi. Bạn đứng chỗ này làm gì đấy? Chỗ này là của tớ cơ mà, sao chỗ khác đứng đi. Nhưng mà tớ phải đứng ở đây để đợi xe buýt mà. Tớ đã bảo chỗ này là của tớ, cậu nghe rõ chưa? Nhưng mà tớ đứng ở đây trước mà. Cái bạn nhà quê này thích cãi nhau với tớ đúng không? Thôi tớ biết rồi. Cá bình, ăn kẹo tiếp. Cái bí này chắc là nhiều tiền lắm đây. Chạy theo rồi. Đấy. Ơ, sao anh ấy lại đưa ví cho mình nhở? Trộn nó mất rồi nhở. Ơ, cái ví của mình. Bạn lấy ví của mình đúng không? Không, không phải tớ. Cái ví cầm ở trên tay này còn bảo không phải tớ à? Không phải tớ lấy thật mà. Không phải cậu lấy, nhưng cậu là đồng bọn của tên lấy trộm đúng không? Thảo là vừa nãy cứ đứng gần mãi tớ, tớ đuổi còn không đi cơ. Tớ mới ở quê lên, tớ còn không biết anh đấy là ai mà. Không biết là ai mà anh đấy lại đưa ví vào tay cậu à? Tớ không tin đâu, tớ sẽ đưa cậu lên công an cho bỏ tù cậu luôn đi. Tớ xin cậu đấy, tớ không lấy của cậu thật mà. Không nói nhiều nữa, tớ đưa cậu lên công an. Đi. Thôi, thả tớ ra, nhanh lên, thả tớ ra. Con chào mẹ ạ. Sao mẹ con về muộn thế? Mẹ ơi, hôm nay con gặp người xấu, suýt chút nữa là bị mất ví rồi. May mà con đuổi kịp, xong rồi con đưa lên công an rồi. Mẹ thấy con giỏi không? Tức là để ví ở ngoài xong rồi người ta nhìn thấy người ta móc rồi đúng không? Thôi mẹ lại ấn đầu con đau về. Mẹ ơi, đấy là khoe của đấy mẹ. Có tiền thì phải khoe ra thì người ta mới biết là con nhiều tiền chứ. Khoe như thế là không tốt đâu, lần sau con đừng có khoe như thế nữa nhá. Vâng, con biết rồi ạ. À mẹ ơi, vào ăn cơm đi, con đói quá. Thôi con đi vào trước đi, mẹ đợi chị anh một lát đã. Chị anh là ai thế hả mẹ? À, đó là con của người bạn của mẹ ở dưới quê lên đây chơi vài ngày. Mà chắc giờ này phải đến rồi chứ nhở? À, con biết rồi nha. Thì ra không phải mẹ đứng đợi con đúng không? Mẹ đợi cả hai đứa mà. Mà thôi kệ người ta đi mẹ, nam đâu người ta đến, người ta tự vào nhà cũng được. Ừ, thôi được rồi, thế bây giờ để mẹ vào dọn cơm. Còn con vào rửa chân tay đi, chuẩn bị ăn cơm nhá. Vâng ạ, à, thôi đi thôi. Bimbi, các Bimbi để chuẩn bị ăn cơm nha. Ui, mẹ kinh thật đấy. Ở trong bếp mà cũng biết mình ăn Bimbi. Thôi, cất Bimbi đã, ra ăn cơm xong ăn tiếp. Tớ chào cậu. Này là cậu à? Này cái bạn móc túi, sao lại ở đây? Bạn đi theo tôi đúng không? Lại định móc túi tiếp à? Không, tớ không phải ăn trộm mà. Mà cậu cho tớ hỏi, đây có phải nhà cô Tóc Xuân không? Đúng đấy, thì sao nào? Mà mẹ tớ tóc xoăn hay tóc thẳng thì liên quan gì đến cậu? Vậy cậu cho tớ gặp mẹ cậu được không? Tớ không cho, mẹ tớ chứ mẹ cậu à? Ơ, tụi anh cháu mới đến à? Là cô ạ. Cháu đến muộn thế, làm cô lo quá. Cháu xin lỗi, tại vì cháu gặp chút chuyện nên mới đến muộn cô ạ. Đúng rồi, còn bận móc túi cho nên đến muộn là phải. Mẹ ơi, bạn này đúng là người móc túi của con đấy. Lại còn đi đến đây theo con nữa, đúng là đồ xấu tính. Vì sao con lại nói thế? Bạn lại móc túi của con thật mà. Thế mà mấy chú công an không nhốt cậu vào đi, lại còn thả ra nữa. Lúc đấy có một tên móc ví của cậu rồi dúi vào tay tớ. Tớ không lấy của cậu thật mà. Ví ở trong tay mà vẫn cãi được à? Mà sao giờ này đáng lẽ ra cậu phải ở trong đồn công an rồi chứ.
đến đây làm gì? Thế móc ví của cậu bị bắt rồi, cho nên tớ mới được thả đấy. Tớ không tin đâu, làm gì có người xấu nào mà tự nhận lỗi đâu. Thôi nào Ruby, con hiểu nhầm bạn rồi. Mà lại mẹ bảo thì anh sẽ ở đây chơi mấy hôm, cho nên con phải vui vẻ chơi với bạn đấy. Không được đâu mẹ ơi, sao mẹ dễ tin người thế? Ngỡ đâu bạn ấy có âm mưu gì đến ở nhà mình, rồi trộm mấy đồ của nhà mình thì sao? Thôi nào Ruby, con mà lỡ như thế nữa là mẹ phạt đấy. Thúy Anh ơi, cháu vào rửa chân tay đi rồi ra ăn cơm nhá. Không được đâu mẹ ơi, con không thích cho người xấu ăn cơm nhà mình đâu. Con mà không ăn là mẹ với Thúy Anh ăn đấy. Đi thôi Thúy Anh. Mẹ ơi, không được. Thúy Anh ơi, cháu ăn đi, hôm nay cô nấu nhiều món ngon lắm. Vâng ạ, thế mời cô, tớ mời Ruby. Không phải mời. Con mời mẹ ăn cơm. Món này là của tớ, tớ thích ăn món này. Ruby, sao con lại mất lịch sự thế? Con thích ăn món này mà. Thúy Anh ơi, cháu ăn món này đi, món này cũng ngon này. Không được, món này tớ cũng thích ăn. Ruby, con đang làm gì thế? Có phải để cho mọi người cùng ăn nữa chứ? Nhưng con thích ăn mấy món này. Mẹ nhìn món rau kia kìa, mẹ bảo người xấu ăn đi. Con hư quá rồi đấy, con để xuống đây cho mẹ. Không, con thích ăn cái này mà. Thôi, không sao đâu ạ, cháu cũng thích ăn rau mà. Thì cháu ăn tạm nhá. Vâng ạ. Cháu có gắp rau cho cháu này, cháu ăn đi. Lại còn cháu ăn rau cũng được, còn lâu mới được ăn thịt của mình nhá. Đúng là cái đồ người xấu, xấu xa. Ui, cái này cũng ngon này. Ui, nhìn này, em lợn bị sâu răng rồi. Gắp sâu ra cho em nhá. Yeah. Nào, gắp sâu ra này. Con sâu này. Hai con sâu này. Ba con sâu. Rồi, khỏi rồi. Wow, Ruby ơi, cậu có lắm đồ chơi đẹp thế. Đồ chơi đẹp thì kệ tớ. Cậu cho tớ chơi cùng được không? Tớ chưa bao giờ có nhiều đồ chơi đẹp như thế cả. Cậu chỉ lừa được mẹ tớ thôi, không bao giờ lừa được tớ đâu. Định mượn đồ chơi của tớ xong rồi mang hết về quê á. Đừng hòng nhá. Vậy thôi, cậu chơi đi, tớ xem cũng được. Nào, để chị tiêm nhá. Ôi, tiêm cho em gà này nhá. Tiêm này. Này, cậu cười cái gì đấy? Tớ thấy cậu chơi buồn cười quá nên tớ cười thôi. Đồ người xấu vô duyên, không được cười nữa, biết chưa? Ừ, tớ không cười nữa, cậu chơi tiếp đi. Không nhìn thấy gì cả. Sao ngố thế à? Tớ che là vì tớ không muốn cậu xem đấy. Đi quét nhà đi. Tớ quét nhà xong rồi. Thế cậu đi phơi quần áo đi. Ruby, thì anh đến nhà mình chơi chứ không phải là ô xin đâu. Sao con cứ sai bãi hết việc lợ đến việc kia thế? Kệ, nhưng mà con thích mà. Con có nhiều đồ chơi như thế này, cho Thúy Anh chơi cùng nữa có phải không? Không, con không cháu chơi đâu. Ngỡ đâu bạn ấy lấy hết mang về quê thì sao? Không sao đâu cô ạ, cháu đi phơi quần áo đây. Thôi, quần áo để lát nữa cô phơi cũng được. Cháu ngồi chơi với Ruby đi. Không sao đâu cô ạ, mấy việc này ở dưới quê cháu làm suốt mà. Đấy, con thấy chưa? Thì anh bé hơn con mà bạn ấy biết làm bao nhiêu việc. Con lớn thế này rồi mà chẳng biết làm cái gì cả. Kìa mẹ, không tin mẹ so sánh con với ai đâu. Mới cả, con biết ăn, biết chơi, biết ngủ này. Sao mẹ lại bảo con không biết làm gì? Con chỉ được cái dẻo miệng thôi. Kệ con. Tiếng của ai đây nhở? Vâng vâng, tôi biết rồi. Cô ơi. Sao thì Thùy Anh? Lúc nãy cháu phơi quần áo thấy tiền rơi, bây giờ cháu gửi lại cho cô ạ. À, thì chắc là tiền của cô và tiền của Ruby bị rơi ra đấy. À mà, bây giờ cô phải đi chợ rồi, Thùy Anh ở nhà nhá. Vâng ạ. Phải đâu, tớ thấy vỏ rơi, tớ định dọn cho cậu thôi mà. Người xấu, đưa cặp sách đây cho tớ. Đâu mất rồi anh nhở? Cậu đang tìm cái gì đấy? Tìm tiền chứ còn cái gì? Đâu mất rồi. Là cậu, lấy trộm tiền của tớ đúng không? Không, không phải tớ.
tiền tớ để trong cặp sách mà cậu đụng vào. Bây giờ không thấy tiền nữa thì chỉ có cậu lấy chứ còn ai. Tớ không lấy, tớ chỉ đang dọn đồ cho cậu thôi mà. Tớ không thấy đồng tiền nào cả. Cậu đúng là đồ ăn trộm, đi ra khỏi nhà tớ nhanh lên. Không phải tớ thật mà, tớ không muốn cậu ở nhà tớ nữa, đi đi. Bực mình thật, dám lấy trộm tiền của mình. Ruby, con sao thế? Con đã bảo mẹ, tại vì anh là người xấu mà. Mẹ còn không tin con. Bây giờ con bị mất tiền, mẹ lấy trộm tiền của con kìa. Tiền nào hả con? Con được 10, mẹ thưởng tiền cho con đấy à? Con để trong cặp sách, vừa đi ra mua con lợn về thì mất tiền rồi mẹ ạ. Tiền này có phải không? Ơ, đúng là tiền của con rồi. À, chắc bạn người xấu ấy sợ quá nên trả lại tiền cho mẹ đúng không ạ? Con đi lại xem đi, xem con đúc tiền này ở đâu. Tiền này á? Mẹ ơi, tờ tiền này con đúc ở trong túi áo sơ mi chứ không phải là ở trong cặp sách. Vừa nãy Thúy Anh phơi quần áo, nhận được tờ tiền này rồi đưa cho mẹ. Là con đấy, con hiểu nhầm Thúy Anh thôi. Mà Thúy Anh đâu mất rồi? Mẹ ơi, con vừa đuổi bạn ấy ra khỏi nhà rồi mẹ ạ. Sao lại thế? Trời lại sắp tối rồi, Thúy Anh có quên ai ở đây đâu. Mẹ phải đi tìm Thúy Anh đã. Mẹ ơi, đợi con với. Anh ơi, Thúy Anh. Thế là cô ạ. Cô ơi, không phải cháu ăn trộm tiền của Ruby đâu ạ. Cô biết rồi mà. Thúy Anh ơi, tớ xin lỗi nhá, vì luôn hiểu nhầm cậu. Cậu về nhà tớ ở đi. Cậu không ghét tớ nữa à? Không, tớ không ghét cậu đâu. Cậu về nhà tớ ở đi. Các em ơi, Minh Khoa TV là kênh mới của Minh Khoa. Các em hãy ủng hộ Minh Khoa bằng cách nhấn vào đăng ký và chuông để xem được nhiều video hấp dẫn hơn nhé. Đăng ký đi, chăn chờ chi.